Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký, cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Trong video này mình sẽ giới thiệu bạn tham gia một chương trình này góp nhận 400 token có cái hiệu là ONF nè các bạn, khoảng 6 đô cho dự án này các bạn. Thì để gì tham gia dự án hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mở link phong các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phong phối vào ngày 21 tháng 6, cũng hơi khá là lâu rồi các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join vào kênh Telegram group đó nè. Rồi trên kênh Telegram group nó các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh Chiller nữa nha các bạn. Các bạn làm nhanh để cái link form này đóng tiếc lắm nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và retweet tăng 5 người bạn nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Các bạn vào đây các bạn retweet tăng 5 người bạn lại. Rồi các bạn like nè, bạn chỉ dẫn cho tờ quýt nha bạn, các bạn tăng 5 người bạn mình vào. Rồi các bạn bấm tờ quýt nè. Rồi sau đó các bạn bắt đáp lại. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha tất cả các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username tất cả các bạn đã xôn xao nè, cộng anh 1 2 3 4 5 6. Tiếp tục các bạn điền là username tờ Twitter của tất cả các bạn nha bạn, WinVNN9 nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nè. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 mà các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví Safiban hoặc là ví MetaMask, các bạn tích hợp mạng BNB Smart Chain vào các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông tin một lần nữa, các bạn đã thông tin chính xác chưa, các bạn bấm gỡ nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 400 token có hiệu là ONF. Đây dự án của farm các bạn. Ok, vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo từ mình nhé.